À. Đừng có thọc tay vô nghe. Xin là phải cho nữa đó. Cảm ơn. Còn ai nữa không? Nhiều đây mà ngầu hết một chiếc xe đâu phải đơn giản không? Ngầu cái bàn này chích hết luôn. Đầu là xe vậy Phương? Hả? Ừ. Thêm đá nữa hả? Thêm đá nữa. Ăn đơn giản thôi. Những món ăn bình thường thôi, dân dị, dân dã, dân dị. Tăng bây giờ đi ăn cái gì nữa? Đi ăn với mấy đứa công ty nữa nè. Đi ăn với công ty không? Nó có hiện. Vô bình hồ. Qua tiếng nha trời. Rồi sao em biết không là mất vô anh. Nữa. Đi cho mà anh nói ở nhà con kia kiếm tiền chứ. Đó chở anh chị ba đồ đi đâu chứ. Chị khóc trời. Lâu lâu anh chị ba mới về mà đã chở anh chị ba đi châu chứ. Anh chiếu gì ngày, anh ba mùng năm đây là anh sẽ làm một chuyến du lịch tại Phú Yên tất cả các địa điểm du lịch. Đều chỉ cho anh những cái địa điểm du lịch đó đi quay phim nha. Hả? Rồi đứa nào xin đá nữa không? Chú cho đá. Rồi ok. Chỗ. Đó. Đó phải bốc nha. Nè. Đi mang đi bắt cá. Xe lắm. Đi xe lắm. Bây giờ đi phục vụ mấy đứa nhỏ. Chờ toàn là to không vậy? Đúng là mày hay rầm. Cô Tâm phục vụ cho mấy đứa nhỏ nha. Tiền bốn ăn. Nè. Nè.
Chị em mới hả? Đi nè. Từ ăn nôn gì trời ơi, phục vụ cho anh chi, phục vụ mấy đứa nhỏ, cho mấy đứa nhỏ anh không ăn. Đợi lát nữa anh ra quán bữa hè nè, lát nữa em ra bữa hè mình tôm hùm mini ấy, con bé không cho mấy bữa mày dẫn đi ăn tôm hùm mini ở đâu vậy Tân ấy hả? Ồ, tôm hùm cắt xỉ làm hai nhỏ nhỏ đó. Để tôi ăn hai con tôm hùm rồi. Rồi, thank you cô Tân nha. Cảm ơn cô Tân nha. Để có phục vụ cho mấy đứa nhỏ chứ không ai phục vụ. Vô không em? Rồi, hai. Ăn nhảy hả? Nếu mấy bạn thấy video này hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký và subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Bye bye. Rồi bye bye cả nhà ơi. Rồi. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp các bạn tại các video sau.